biến cố ập đến, gia đình ông Võ Văn Thưởng suy sụp sau khi ông từ chức. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi nội dung trên kênh Ngẫm Sự Đời. Trong quý đầu tiên năm 2024, Việt Nam đã có nhiều biến động lớn từ văn hóa xã hội đến chính trị và kinh tế. Sự việc ông Võ Văn Thưởng từ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vẫn đang là đề tài nóng bỏng, gây nhiều ồn ào trong dư luận. Trong đó, nhiều người băn khoăn trước kết luận của thông cáo đưa ra, ông Võ Văn Thưởng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Những vi phạm, khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, nhà nước và cá nhân ông. Vậy, ông đã vi phạm những điều mà đảng viên không nên làm, cụ thể là điều gì? Sau khi từ chức, ông có bị khai trừ khỏi Đảng vì vi phạm những điều đảng viên không được làm hay không? Cuộc sống của cá nhân ông và gia đình ông ra sao sau khi ông từ chức? Mời quý vị cùng theo dõi đến cuối video để có câu trả lời cho những băn khoăn trên đây. Thưa quý vị, phải nói luôn rằng, ngay từ khi thông tin ông Võ Văn Thưởng từ chức Chủ tịch nước được ban ra thì hàng loạt trang thông tin của các đảng phái phản động đã liên tiếp lên những bài viết, video với những nội dung có ý xuyên tạc bôi xấu ông. Từ đời tư cho đến sự nghiệp, một số trang tin phán đoán nguyên nhân ông bị ngã ngựa là do liên quan đến cấp dưới của ông đã mắc sai phạm, tham nhũng khi ông còn làm bí thư tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2011 đến 2014. Đến nay sự việc bị phanh phui nên kéo theo chiếc ghế chủ tịch hiện tại của ông cũng bay màu. Nhiều cây bút bình luận còn nói, sự việc xảy ra là một cú sốc lớn trong chính trường Việt Nam, có thể làm mất niềm tin trong nhân dân và các nhà đầu tư nước ngoài. Thậm chí, có người còn thêu dệt một cái kết vô cùng thê thảm đã xảy ra với ông Thưởng khi ông bị thay tướng giữa dòng. Không ít người xem đã tin vào những thông tin đó nên người thì hả hê, người thì có chút ngậm ngùi. Còn nhớ lúc ông lên thay cho ông Nguyễn Xuân Phúc cũng phải từ chức Chủ tịch nước vào tháng 3 năm 2023. Nhiều trang tin cũng đã đưa những nội dung xuyên tạc. Nào là ông Thưởng được ngồi vào ghế này vì ông là cháu ngoại của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Nào là bao nhiêu người tài đức vẹn toàn sao không chọn mà lại chọn ông. Nào là ông không có tướng làm quan. Thực ra thì trong quá trình làm quy hoạch nhân sự, Ban Chấp hành Trung ương có thể lựa chọn các phương án khác nhau, hoặc là giới thiệu nhiều hơn một nhân sự cho một chức danh, hoặc chỉ giới thiệu một nhân sự cho một chức danh. Trường hợp của ông Võ Văn Thưởng nằm ở phương án thứ hai và được Ban Chấp hành Trung ương thống nhất giới thiệu. Còn việc ông Võ Văn Thưởng là con cháu của ai thì không hề ảnh hưởng đến việc bầu chọn. Ngay cả trong tờ trình giới thiệu nhân sự của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng không có một chữ nào đề cập đến điều đó. Nên lúc 10 giờ sáng, ngày 2 tháng 3 năm 2023, sau khi Quốc hội với 488 đại biểu tham gia biểu quyết với 487 phiếu tán thành và một phiếu không tán thành, Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước, ông đồng thời kiêm các chức vụ bắt buộc khác. Ông trở thành người trẻ nhất cho đến nay giữ chức vụ cao quý này. Ông Võ Văn Thưởng từ chức đồng thời tất cả những chế độ lương, thưởng và đãi ngộ dành cho Chủ tịch nước đều sẽ bị cắt hết. Thưa quý vị, vào ngày 21 tháng 3 vừa qua, ông thôi giữ các chức vụ được phân công cũng đã cho thấy được công tác cán bộ của Đảng nhà nước ta đang thực hiện đúng phương châm có lên, có xuống, có vào, có ra, bất kể người đó là ai và đang giữ chức vụ gì. Khi cán bộ có sai lầm, khuyết điểm và không còn đủ uy tín thì việc thôi giữ chức vụ cũng là điều hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên qua lăng kính đánh giá của các thế lực phản động thì việc ông Võ Văn Thưởng từ chức đã trở thành đề tài để những người này nhào nặn, tô vẽ, biến tướng thành nhiều thuyết âm mưu tiêu cực. Chúng rêu rao bằng những lập luận phi logic, thiếu căn cứ và mang đậm màu sắc Hán học nhằm cố tình gây nhiễu loạn dư luận,
kích động sự hoài nghi, hoang mang và dao động trong xã hội. Một điều nữa mà những luồng tin này còn cho biết rằng khi ông Thưởng bị cho thôi chức thì mọi quyền lợi, chính sách đãi ngộ dành cho chủ tịch nước cũng sẽ bị cắt bỏ hết. Theo đó, mức lương của Tổng Bí thư và Chủ tịch nước từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 có mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng trên tháng. Nhưng từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, mức lương cơ sở tăng lên là 1,8 triệu đồng trên tháng. Hệ số lương cơ sở của hai vị trí này được quy định từ năm 2004 là 13. Do đó, khi điều chỉnh thì lương của Chủ tịch nước ngang bằng với Tổng Bí thư, tăng từ 19 triệu 370.000 đồng lên 23 triệu 400.000 đồng trên tháng. Như vậy, ông Thưởng sẽ bị cắt toàn bộ mức lương này. Ngoài ra, về nơi ở, nơi làm việc của Chủ tịch nước sẽ là dinh thự nằm trong quần thể khu di tích Phủ Chủ tịch, gần Lăng Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Dinh thự đồng thời là nơi tổ chức các lễ đón tiếp các nguyên thủ quốc gia hoặc người đứng đầu chính phủ đến thăm chính thức Việt Nam. Theo quy định thì Chủ tịch nước được cấp nhà công vụ với mục đích sinh hoạt, sử dụng theo tiêu chuẩn ủy viên Bộ Chính trị. Mặt khác, từ năm 2018 thì chế độ bảo vệ và công tác chăm sóc sức khỏe cũng được quy định cụ thể. Theo đó, định kỳ 6 tháng lần thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ. Trường hợp có bệnh lý thì thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe theo chỉ định của Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ. Bác sĩ tiếp cận, thăm khám sức khỏe hàng ngày. Khi đi công tác tại những vùng đặc biệt khó khăn trong nước thì sẽ bố trí một bác sĩ tiếp cận. Khi đi công tác tại các vùng còn lại trong nước thì nếu có yêu cầu của đồng chí trưởng đoàn sẽ bố trí bác sĩ tiếp cận tháp tùng. Khi đi công tác nước ngoài thì bố trí tổ y tế phục vụ gồm một đồng chí đại diện lãnh đạo ban hoặc hội đồng chuyên môn ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương và một bác sĩ tiếp cận. Trong trường hợp chủ tịch nước có bệnh lý cần điều trị, phải tuân thủ các quy định chuyên môn và hướng dẫn của bệnh viện và ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương. Cùng với đó thì hàng năm, Chủ tịch nước sẽ thực hiện chế độ nghỉ dưỡng sức theo kế hoạch của Văn phòng Trung ương Đảng. Không những thế, Chủ tịch nước còn phải thực hiện tốt một số chế độ như ăn uống khoa học, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, hạn chế uống rượu, bia, đặc biệt không dùng thực phẩm, rượu, bia không rõ nguồn gốc. Chủ tịch nước cũng phải sắp xếp thời gian làm việc, nghỉ ngơi hợp lý, không làm việc quá sức, có thời gian tập luyện thể dục, thể thao, an dưỡng, nghỉ dưỡng phục hồi sức khỏe. Vị trí chủ tịch nước cũng chỉ dùng thuốc, các sản phẩm thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng khi có chỉ định, tư vấn của bệnh viện và hội đồng chuyên môn. Về công tác bảo vệ, tiếp cận thì có tổ tuần tra, canh gác thường xuyên tại nơi làm việc và nơi ở của chủ tịch nước, kiểm tra an ninh, an toàn đồ dùng, vật phẩm, phương tiện đi lại để phát hiện chất nổ, chất cháy, chất độc sinh học, chất độc hóa học, chất phóng xạ và vật nguy hiểm khác, kiểm nghiệm thức ăn, nước uống trước khi sử dụng. Nhân viên cảnh vệ sẽ kiểm tra nhân thân, hồ sơ lý lịch của tất cả nhân viên khách sạn nơi chủ tịch nước ở khi đang công tác nước ngoài. Về phương tiện di chuyển thì các chuyến bay chuyên cơ phụ trách vận chuyển chủ tịch nước thường được phụ trách bởi hãng hàng không quốc gia Việt Nam. Khi sử dụng phương tiện đi lại bằng ô tô phục vụ công tác trong nước được miễn phí giao thông đường bộ, được ưu tiên bảo đảm thông suốt an toàn, được bố trí xe cảnh sát dẫn đường. Khi đi công tác trong nước, ngoài nước bằng tàu hỏa được bố trí toa riêng, đi bằng tàu bay được sử dụng chuyên khoang hoặc chuyên cơ riêng, khi đi bằng tàu thủy được sử dụng tàu, thuyền riêng. Sau khi hết nhiệm kỳ thì Chủ tịch nước vẫn được canh gác thường xuyên tại nơi ở và hưởng chế độ hưu trí theo quy định của nhà nước. Với ông Võ Văn Thưởng, ông từ chức khi chưa hết nhiệm kỳ thì toàn bộ chế độ ăn ở, đi lại hay bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cũng sẽ bị mất hết. Riêng chế độ hưu trí thì căn cứ theo luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ông sẽ vẫn có lương hưu như bình thường.
Tuy nhiên đó chỉ là những vật chất ngoài thân ông bị mất đi. Điều quan trọng nhất ông Thưởng đã để mất là niềm tin của Đảng, sự tin yêu của người dân vào ông. Bởi ông vốn là một cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước. Ông được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, là người được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước khi tuổi còn rất trẻ. Ông Thưởng cũng được sự tín nhiệm tuyệt đối của Quốc hội và nhân dân khi bầu ông làm Chủ tịch nước với hy vọng sẽ đưa đất nước phát triển. Thế nhưng thật đáng tiếc là sau 13 tháng nhận chức Chủ tịch nước, ông đã phải rút lui trong danh dự bằng cách xin từ chức khỏi vị trí cao quý này. Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông Võ Văn Thưởng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những vi phạm, khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông. Cũng căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Võ Văn Thưởng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì kỳ họp bất thường lần thứ 6 của Quốc hội khóa 15 để xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội, và Quốc hội đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Thưởng. Theo nhiều đánh giá, những sai phạm của cấp dưới đã làm người đứng đầu dù có trong sạch như ông Thưởng cũng vô tình bị ảnh hưởng và mất đi vị trí Chủ tịch nước. Không những thế, như nội dung chúng tôi đã chia sẻ, ông không chỉ mất đi quyền lợi được hưởng mà còn bị mất niềm tin với Đảng và nhân dân. Cái này là sự mất mát rất lớn đối với một cá nhân có sự phấn đấu hết mình và luôn tận lực, tận tâm vì dân, vì nước như ông. Ông Võ Văn Thưởng từ chức có bị khai trừ khỏi Đảng không? Quý vị thân mến, cho đến thời điểm hiện tại, chưa có một thông báo chính thức nào cho rằng ông Võ Văn Thưởng bị khai trừ khỏi Đảng. Căn cứ Luật Cán bộ, Công chức 2008, Nghị định 24/2010/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, cán bộ sau khi miễn nhiệm sẽ thôi không còn làm việc tại cơ quan, đơn vị nhà nước nữa. Công chức lãnh đạo, quản lý sau khi từ chức hoặc miễn nhiệm được bố trí công tác phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo hoặc nghỉ hưu, thôi việc. Điều này đồng nghĩa với việc ông Võ Văn Thưởng có thể sẽ được bố trí công tác phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo, vẫn có cơ hội được cống hiến cho đất nước để chuộc lại những lỗi sai của bản thân mình. Cụ thể đời sống cá nhân của ông như thế nào chỉ có ông, những người thân của ông, Đảng và Nhà nước biết rõ nhất. Chúng ta không nên đào sâu, xuyên tạc, bóp méo sự thật làm ảnh hưởng đến thanh danh của một người. Điều thê thảm nhất với ông là một người đảng viên mất niềm tin với Đảng với nhân dân. Hơn thế nữa, ông chịu rất nhiều làn sóng từ dư luận, chứ không phải cuộc sống sau khi từ chức của ông trở nên nghèo hèn và bi đát như nhiều trang tin bịa đặt, dựng chuyện. Bởi vậy, khi nhìn nhận một điều gì, chúng ta hãy nghe từ nhiều phía, tìm hiểu nhiều nguồn thông tin khác nhau, tránh nghi kỵ, hàm oan cho những người lương thiện quý vị nhé. Số phận phu nhân ông Võ Văn Thưởng sau khi chồng từ chức. Quý vị thân mến, ngoài việc quan tâm đến cá nhân ông Võ Văn Thưởng sau khi từ chức, dư luận cũng quan tâm đến cả những người thân, đặc biệt là người vợ chung vai sát cánh với ông. Thưa quý vị, khi nhắc đến nguyên Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, người ta không quên nhắc đến người vợ xinh đẹp, tài giỏi của ông là bà Phan Thị Thanh Tâm. Phu nhân của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, bà Phan Thị Thanh Tâm, là người miền Nam với gia thế nổi bật. Tuy nhiên,
Thông tin cụ thể về quê quán của bà vẫn chưa được xác nhận chính thức. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, quê ở xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Bà Phan Thị Thanh Tâm sinh năm 1976, theo một số nguồn tin chưa được kiểm chứng. Bà có trình độ học vấn cao và hiện tại giữ một số chức vụ quan trọng trong và ngoài nhà nước, bao gồm cả vị trí Giám đốc Quỹ Nhi Đồng Thế Giới tại Việt Nam. Điều này chứng tỏ xuất thân của bà Thanh Tâm không phải là tầm thường. Những lần xuất hiện bên cạnh chồng trong các sự kiện ngoại giao quốc tế đã phản ánh năng lực và phẩm chất đáng nể của bà. Phu nhân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, bà Phan Thị Thanh Tâm, lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng vào ngày 4 tháng 4 năm 2023 trong buổi lễ chào đón toàn quyền Australia, David Hurley, nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 4, theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 4, đoàn xe chính thức dưới sự hộ tống của xe cảnh vệ đã đưa toàn quyền Australia và phu nhân đến phủ Chủ tịch trong tiếng nhạc chào mừng. Tại đây, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân đã nhiệt liệt chào đón toàn quyền David Hurley và phu nhân Linda Hurley. 100 em thiếu nhi từ trường tiểu học Thăng Long Hà Nội đã tặng hoa và vẫy chào đại biểu Australia. Tham dự lễ đón có Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, cùng lãnh đạo các bộ ngành và đại sứ Việt Nam tại Australia, Nguyễn Tất Thành. Sau lễ đón, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và toàn quyền Australia đã lên bục danh dự quân nhạc cử hành quốc thiều hai nước và duyệt đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo sau đó đã trở lại bục danh dự để chứng kiến phần diễu binh. Sau lễ đón chính thức, họ tiến hành hội đàm. Toàn quyền Australia David Hurley là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kể từ khi ông nhậm chức. Đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước từ năm 1973 đến năm 2023. Chuyến thăm này càng thêm quan trọng và mang tính biểu tượng. Trước chuyến thăm, vào ngày 3 tháng 4, toàn quyền Australia và đoàn đã đặt vòng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Toàn quyền David Hurley cũng sẽ hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Vào tối ngày 26 tháng 11 năm 2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân Phan Thị Thanh Tâm đã đến sân bay Haneda, thủ đô Tokyo, đánh dấu chuyến thăm chính thức Nhật Bản lần đầu tiên trên cương vị mới của mình. Sau chuyến bay kéo dài từ Hà Nội, máy bay chuyên cơ chở Chủ tịch nước và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống Tokyo vào khoảng 19 giờ theo giờ địa phương. Tại sân bay quốc tế Haneda và khách sạn, họ được đón tiếp nồng nhiệt bởi đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, Yamada Takio và phu nhân, cùng các quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, Phạm Quang Hiệu và phu nhân, các cán bộ nhân viên đại sứ quán cùng đại diện cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật cũng có mặt để chào đón. Chuyến thăm này diễn ra vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản. Trong chuyến thăm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự kiến sẽ hội kiến với nhà vua và hoàng hậu Nhật Bản, hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và phát biểu chính sách tại Quốc hội Nhật Bản. Ngoài ra, ông cũng sẽ gặp gỡ và trao đổi với lãnh đạo Quốc hội Nhật Bản, các đại diện của giới chính trị, kinh tế, khoa học và văn hóa sở tại và tham quan tỉnh Fukuoka. Chiều ngày 23 tháng 7, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân Phan Thị Thanh Tâm đã đến sân bay quốc tế Vien, bắt đầu chuyến thăm chính thức 3 ngày tới nước Áo. Tại sân bay, họ được đón tiếp bởi đại diện các cơ quan thuộc Bộ Ngoại giao Áo và một đội danh dự trang nghiêm, súng bổng, đứng hai bên thảm đỏ. Đại sứ Việt Nam tại Áo, Nguyễn Trung Kiên, cùng với lãnh sự danh dự tại Áo, Marcus Kircher, và các cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Áo cũng có mặt để chào đón.
chuyến thăm này được thực hiện theo lời mời của Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một chủ tịch nước Việt Nam tới Áo trong 15 năm qua, và cũng là chuyến thăm chính thức đầu tiên của chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến một quốc gia châu Âu. Chuyến thăm diễn ra ngay sau khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 1973, khi chiến tranh tại Việt Nam vẫn chưa kết thúc. Áo là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, và mối quan hệ giữa Việt Nam và Áo đã phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực trong hơn 50 năm qua. Về chính trị và ngoại giao, hai bên duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao và thường xuyên có các cuộc gặp gỡ bên lề các diễn đàn đa phương cũng như các cuộc điện đàm. Sáng ngày 30 tháng 1, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, phu nhân chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, bà Phan Thị Thanh Tâm và phu nhân tổng thống Philippines, bà Luis Araneta Marcos đã cùng nhau tham quan phố hàng mã và chợ hoa hàng lược ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hai bà đã dành thời gian đi dạo, trò chuyện và thưởng thức không khí sôi động tại khu chợ truyền thống này, nơi đầy ắp sắc hoa và nhộn nhịp người mua kẻ bán, phản ánh nét đẹp văn hóa đặc sắc của Việt Nam. Bên cạnh những hoạt động chính thức, những cuộc gặp gỡ như thế này giúp tăng cường mối quan hệ gần gũi và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước thông qua trải nghiệm văn hóa địa phương. Cuộc gặp gỡ thân mật này không chỉ thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Philippines mà còn là dịp để hai phu nhân chia sẻ và trao đổi về các vấn đề chung quan tâm. Ngày 23 tháng 6 năm 2023, sau khi tham dự lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại phủ chủ tịch do chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì, phu nhân chủ tịch nước bà Phan Thị Thanh Tâm và phu nhân bà Kim Kaeon Hee đã có các hoạt động riêng. Hai phu nhân đã cùng thưởng thức không gian ấm áp và gần gũi trong buổi biểu diễn áo dài và nghe nhạc truyền thống Việt Nam. Trong sự kiện này, họ đã cùng nhau xem màn trình diễn tái hiện lại trang phục và cuộc sống của những cô thôn nữ Việt Nam từ xưa đến nay. Bà Phan Thị Thanh Tâm giới thiệu với phu nhân Tổng thống Hàn Quốc, bà Kim Kaeon Hee, về các bộ sưu tập trang phục Việt Nam bao gồm yếm tứ thân ngày mùa, áo dài cổng làng và áo dài hành tinh phồn thịnh. Qua những hoạt động này, bà Thanh Tâm luôn thể hiện được khí chất cao sang và quyền lực nhưng cũng rất giản dị và gần gũi khi mặc những bộ áo dài truyền thống bên cạnh chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong các sự kiện quốc tế. Vai trò của phu nhân chủ tịch nước không phải là một vị trí chính thức, do đó họ không nhận lương hay có văn phòng và đội ngũ hỗ trợ chính thức. Phu nhân chủ tịch nước thường đồng hành cùng chủ tịch nước trong các chuyến thăm cấp nhà nước và tiếp đãi các nguyên thủ quốc gia cùng phu nhân của họ khi đến thăm Việt Nam. Dù không có chức vụ chính thức, họ vẫn thường được xã hội và cộng đồng quốc tế công nhận và tôn trọng, đôi khi còn được gọi là đệ nhất phu nhân Việt Nam. Về quyền lợi, phu nhân chủ tịch nước được đảm bảo an ninh và bảo vệ nhằm bảo đảm sự an toàn cho bản thân và gia đình. Trong lĩnh vực xã hội và nhân đạo, họ thường tham gia vào các hoạt động từ thiện và có ảnh hưởng trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng về các vấn đề xã hội. Những hoạt động này thường được tài trợ từ các nguồn khác như tổ chức từ thiện hoặc các nhà tài trợ cá nhân, chứ không phải từ ngân sách quốc gia. Phan Thị Thanh Tâm, vợ chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, từng tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân và có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh từ Đại học Disney ở Úc. Bà làm việc trong lĩnh vực ngân hàng và có hơn 30 năm kinh nghiệm, hiện là phó tổng giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý quỹ nhà nước và cũng là một nhà quản lý giỏi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Bà Tâm tham gia nhiều hoạt động xã hội, đặc biệt là các dự án liên quan đến phụ nữ và trẻ em, và giữ vị trí quan trọng trong Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Hồ Chí Minh cũng như là thành viên Hội đồng Quản trị của Tổ chức Phi Chính phủ UNICEF tại Việt Nam. Bà Phan Thị Thanh Tâm được mô tả là một người phụ nữ giản dị, khiêm tốn và là nguồn cảm hứng cho nhiều người phụ nữ Việt Nam, cũng như là chỗ dựa vững chắc cho người chồng của mình trong mọi hoàn cảnh.
Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có 11 phu nhân chủ tịch nước kể từ năm 1969. Hiện nay, vị trí phu nhân chủ tịch nước đang khuyết, mặc dù một số phu nhân chủ tịch nước không còn xuất hiện trước công chúng, nhưng họ vẫn nhận được sự yêu mến từ người dân. Bà Trần Thị Kim Chi, phu nhân nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, là một ví dụ điển hình. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, bà Kim Chi đã chia sẻ rằng, dù đã từng trải qua nhiều giai đoạn khó khăn và sung sướng, từ ngồi xe ôm đến xe cải tiến, xe quân sự, chuyên cơ, lội rừng, băng suối và sống giữa bom đạn, bà cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Bà nói rằng mình từng nhận mức lương rất thấp, chỉ bằng công nhân, và không có nhiều người biết điều đó. Sau khi người chồng nghỉ hưu, bà và chồng có nhiều thời gian hơn để dành cho nhau. Bà cảm thấy hạnh phúc khi sống bên cạnh hai con và các cháu, và cuộc sống đơn giản hiện tại đã làm bà rất vui. Bà Kim Chi cũng kể lại những kỷ niệm khi tháp tùng Chủ tịch Nguyễn Minh Chiết trong các chuyến công du quốc tế, đặc biệt là chuyến thăm hữu nghị Hoa Kỳ. Trong chuyến đi, vấn đề an ninh được đặt lên hàng đầu, với yêu cầu mỗi người đi trong một chiếc xe chống đạn. Đoàn Việt Nam mang theo 30 nhân viên bảo vệ, và thói quen của các bảo vệ là mang theo thực phẩm để tự nấu ăn, gồm cả những món ăn đặc trưng của Việt Nam như mắm cá kho. Bà nhấn mạnh rằng, dù tham dự các bữa tiệc sang trọng, ông Chiết vẫn thấy ngon miệng nhất với những món ăn mang từ quê nhà. Bà Kim Chi cảm thấy mệt mỏi sau mỗi lần tiếp xúc với hàng trăm quan chức và thường thấy những món ăn quen thuộc từ Việt Nam ngon hơn những bữa ăn trong các chuyến công du. Bà và chồng đã mang theo thực phẩm, kể cả mì gói và trà, đến các nước Ả Rập vì thức ăn ở đó không hợp khẩu vị của họ. Thông qua những câu chuyện này, bà Kim Chi muốn thể hiện sự gắn bó và tình yêu dành cho quê hương cũng như sự quan tâm sâu sắc đối với gia đình, bất chấp những thử thách của cuộc sống nơi xa. Bà Đoàn Thị Dầu, vợ của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, là một tấm gương sáng về người vợ giản dị, đến từ vùng sông nước Tiền Giang thơ mộng. Sinh năm 1898 tại ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, bà từng là một cô giáo ở làng Hiền Hòa. Khi Chủ tịch Tôn Đức Thắng, thời đó mới 32 tuổi và đã có hơn 14 năm tham gia đấu tranh vì quyền lợi của người công nhân Việt Nam và lao động ở một nước thuộc địa, chưa bao giờ nghĩ đến một mái ấm gia đình cho riêng mình. Cuộc gặp gỡ giữa hai người như một sự an bài của duyên phận. Sau khi kết hôn, bà Dầu theo chồng lên Sài Gòn, học thêm nghề may để phụ giúp chồng, trong khi ông Thắng tiếp tục công việc ở xưởng đóng tàu và hoạt động cách mạng. Gia đình họ, dù nghèo khó, nhưng hạnh phúc với sự ra đời lần lượt của hai cô con gái, Tôn Thị Hạnh và Tôn Thị Nghiêm. Tình hình đất nước ngày càng khó khăn dưới ách thống trị của thực dân Pháp khiến cuộc sống của người dân lao động càng thêm thống khổ. Trong thời gian này, Tôn Đức Thắng đứng ra tổ chức công hội bí mật, lãnh đạo công nhân Ba Son bãi công chống thực dân Pháp. Bà Dầu, như hầu hết những người vợ có chồng đi làm cách mạng, đã tự mình lo liệu quá xuyến hết việc nhà, bà con, dành dụng tiền mở hiệu bán thuốc Bắc để đóng góp kinh phí cho tổ chức hoạt động, giúp chồng yên tâm công tác. Bà tích cực tham gia những hoạt động tuyên truyền cho các phong trào bình đẳng giới, vận động quần chúng tiến bộ chống kẻ thù. Năm 1921, gia đình bà Dầu tổ chức đám cưới cho con gái ở xã Vĩnh Kim, Tiền Giang. Thật không may, vào năm 1929, bà bị thực dân Pháp bắt ở chân cầu Kiều khi mới sinh con thứ ba. Khi nghe tin chồng bị bắt, bà vội ôm con trở lên Sài Gòn vào tận Kham Lớn tìm chồng. Đó là lần cuối hai cha con được gặp nhau, vì không lâu sau đó, người con trai nhỏ của ông đã qua đời vì bệnh trong cảnh đói nghèo tại Côn Đảo. Trong suốt 17 năm đằng đẵng, bà Dầu một mình nuôi dạy các con nhỏ, chống chọi với sự o ép và những âm mưu thâm độc của kẻ thù, trong điều kiện sinh sống ngày càng khó khăn. Sau này, khi trở thành phu nhân của Chủ tịch nước vào năm 1969, bà và gia đình vẫn tiếp tục cuộc sống vô cùng giản dị.
Bà Đoàn Thị Dầu qua đời vào ngày 25 tháng 10 năm 1974, chưa kịp thấy ngày giải phóng quê hương thống nhất đất nước. Cuộc đời bà là một tấm gương sáng về lòng kiên trung với Đảng, với Tổ quốc và thủy chung với chồng, tận tụy với con, hết lòng với các hoạt động cách mạng. Kết thúc loạt phân tích này về đời sống gia đình của ông Võ Văn Thưởng sau khi ông từ chức, chúng ta có thể thấy rằng, dù cuộc sống có thể thay đổi theo những quyết định nghề nghiệp quan trọng, tình cảm gia đình và mối quan hệ bền chặt với cộng đồng vẫn luôn là nền tảng vững chắc cho mọi cá nhân. Cả ông Thưởng và gia đình đã trải qua một giai đoạn đầy biến động, nhưng những gì chúng ta thấy được từ những tấm gương phu nhân của các chủ tịch nước Việt Nam trong quá khứ, như bà Đoàn Thị Dầu, đã cho thấy một bản lĩnh, lòng kiên định cũng như tình yêu dành cho gia đình và đất nước luôn là điểm tựa vững chắc cho mỗi cá nhân, giúp họ vượt qua khó khăn, thử thách. Trong tương lai, dù không còn giữ vai trò chủ tịch nước, nhưng với kinh nghiệm và trách nhiệm đã từng đảm nhiệm, cũng như mối quan hệ sâu sắc với nhân dân và Đảng, ông Thưởng và gia đình có thể tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng và đất nước trên một hướng đi mới. Những gì chúng ta quan sát và học hỏi từ những câu chuyện của ông và những người đi trước sẽ luôn là nguồn cảm hứng để mỗi chúng ta luôn trân trọng và nỗ lực không ngừng vì một tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ tiếp theo. Hãy tiếp tục theo dõi và ủng hộ những chương trình của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều câu chuyện ý nghĩa và đầy cảm hứng khác. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.